tại Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng tôi xin điểm lại 3 vụ cháy thảm khốc nhất trong vòng gần 20 năm qua. Đỉnh điểm có những vụ đã cướp đi mạng sống của 60 người ở tòa nhà ITC. Tiếp theo là vụ cháy cướp đi 32 mạng sống ở quán karaoke ở tỉnh Bình Dương và vụ chung cư Carina khiến 13 người bỏ mạng. Trong tâm trí của nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh, ký ức kinh hoàng về vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại quốc tế ITC cướp đi sinh mạng của 60 người vẫn còn ám ảnh dai dẳng mãi. Tòa nhà ITC là viết tắt của International Trade Center, trung tâm thương mại quốc tế, là tòa nhà văn phòng và trung tâm mua sắm. Tọa lạc trên vị trí đắc địa được bao bọc bởi các trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực và Lê Thánh Tôn tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà có 6 tầng lầu với tổng diện tích là 6.500 m², được xây dựng vào năm 1970. Thời đó có tên là Thương xá Tam Đa hay Crystal Place. Tòa nhà được sửa chữa vào năm 1985, vừa được sử dụng làm tòa nhà văn phòng với 59 phòng cho thuê, vừa như một trung tâm mua sắm với 172 quầy mua bán vàng bạc đá quý, sân trượt băng, căng tin. Ngoài ra đây cũng chính là địa chỉ của vũ trường Blue. Đây có thể coi là niềm tự hào của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Một khu trung tâm thương mại rộng lớn với thiết kế đẹp mắt và hiện đại. Nơi đây gần như lúc nào cũng đông đúc bất kể ngày hay đêm. Thế rồi vào buổi chiều thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2002, khoảng 13 giờ 30 phút, người ta thấy khói đen mù mịt bao phủ xung quanh tòa ICT. Khu vực tầng 2 và tầng 3 rực lửa, các tầng 4, 5, 6 bị bao bọc bởi khói đen kịt. Các cột khói cũng phát triển dần cao đến hàng trăm mét. Người dân quanh khu vực đó đều khẳng định đám cháy bắt nguồn từ tầng 2, cũng chính là tầng vũ trường Blue tọa lạc. Đám cháy phát triển nhanh đến chóng mặt và lan ra khắp toàn bộ tòa nhà. Khung cảnh kinh hoàng đó khiến những người dân sống trong khu vực đường Lê Thánh Tôn và Lê Lợi phải vội vã di rời đồ đạc và người thân ra khỏi nhà đến tìm nơi an toàn. Khi ngọn lửa phát triển đến mức không thể khống chế, nhiều người mắc kẹt trong tòa ICT bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi. Sức nóng kinh khủng vượt quá khả năng chịu đựng của con người. Tâm lý bất ổn khi cận kề sự sống và cái chết đã khiến nhiều người tìm mọi cách để thoát khỏi ngọn lửa hung tàn, thậm chí bằng những cách thức tiêu cực và nguy hiểm, đó là nhảy xuống từ các tầng cao, dẫn đến thương tích và có cả trường hợp tử vong. Ngay lập tức, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường, huy động sự tiếp viện của lực lượng chữa cháy quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân sự thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất, đội cảnh sát chữa cháy trên sông nhận lệnh tiếp nước chữa cháy từ bến Bạch Đằng. Tổng cộng có hơn 50 xe chữa cháy với hàng trăm người tham gia làm nhiệm vụ. Trong khi đó, xe cứu thương liên tiếp chở nạn nhân về trung tâm cấp cứu trên đường Hàm Nghi, hàng chục vòi cứu hỏa phun nước vào trong. Từng tham gia chữa cháy cứu người trong vụ ITC, Thượng tá Nguyễn Danh Thành, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó là đội trưởng đội trung tâm. Đơn vị nhận được tin và đến đầu tiên chữa cháy, còn nhớ như in những ký ức đau thương và kinh hoàng về vụ cháy xảy ra vào đúng cuối tháng phòng chống cháy nổ. Lực lượng chữa cháy lên được hiện trường, khung cảnh hết sức hãi hùng hiện ra. Chỗ nào có ghế ngồi thì chỗ đó có người bỏ mạng. Khi tiếp cận những người bỏ mạng, hầu như họ đã cháy đen và rất khó nhận dạng. Suốt nhiều giờ đồng hồ, với sự nỗ lực của rất nhiều cơ quan đoàn thể, nhưng ngọn lửa vẫn ngoài tầm kiểm soát của con người. Đội trung tâm tiến hành lập xe thang 52 m ở ngay đoạn tiếp giáp giữa ITC và tòa nhà liền kề, bên cạnh là công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC, đồng thời lập một đường cầu thang bộ để người dân trên tòa nhà xuống. Mặc dù đã phun nhiều nước, nhưng do diện tích quá lớn, nên hầu như ban đầu việc chữa cháy không hiệu quả. Tòa nhà ITC làm theo dạng chữ U, giữa các tầng lầu của tòa nhà từ tầng 2 đến tầng 7 lại giống ở giữa. Đây là điểm làm đám cháy lan nhanh. Do vậy, việc chữa cháy bằng việc phun nước gặp nhiều khó khăn. Cả tầng 2, tầng 3 rực lửa, tầng 4, 5, 6 khói mù mịt ngất trời. Góc tòa nhà bên đường Nguyễn Huệ giáp Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngọn lửa hoành hành dữ dội, 4 xe cứu hỏa tập trung chĩa vòi rồng vào đây. Gió thổi to khiến ngọn lửa đôi lúc lại bùng lên, khí nóng và khói bao trùm toàn bộ khu vực. Việc chữa cháy bắt đầu từ 13 giờ 45 phút, đến khoảng 16 giờ thì ngọn lửa phần nào được khống chế và khói đã dịu bớt. Tuy nhiên, những ống vòi phun quá yếu cùng với thiết kế đặc thù của tòa nhà khiến cho nước không thể phun được vào tới bên trong. Hơn 49 văn phòng các doanh nghiệp đang kinh doanh dần bị thiêu rụi toàn bộ. Lúc này khi khói đã phần nào giảm xuống, tại khu vực tầng 4 và tầng 5 đường Nguyễn Trung Trực, một số nạn nhân bị cháy đen lộ ra.
lực lượng cứu hỏa bắt đầu triển khai đập tường để thâm nhập vào bên trong, dập lửa từng tầng. Đến 19 giờ, lượng khói khủng khiếp bên trong tòa nhà ITC vẫn chưa thể khống chế. Một tiếng đồng hồ sau, các tốp cứu hộ bắt đầu đột nhập vào các tầng nhà để tìm kiếm nạn nhân. Không khí dần nặng nề khi càng lúc càng nhiều xác nạn nhân trong tình trạng đau đớn được đưa xuống. 23 giờ 45 phút, 4 xe cứu thương chở 16 người bỏ mạng rời khỏi hiện trường. Qua đến ngày 30 tháng 10, cuộc tìm kiếm nạn nhân vẫn không ngừng nghỉ. Toàn bộ khu vực bị phong tỏa và khói vẫn bốc cao. Trận hỏa hoạn xảy ra ở tòa nhà ITC năm đó đã cướp đi sinh mạng của 60 người, 70 người bị thương do bỏng, ngạt và có cả những trường hợp do nhảy lầu vì không chịu nổi sức nóng của ngọn lửa kinh hoàng. Những con số quá khủng khiếp và ám ảnh. Ngoài ra, thiệt hại về vật chất cũng lên tới hơn 40 tỷ đồng. Các cuộc điều tra về nguyên nhân vụ cháy nhanh chóng được tiến hành. Điểm khởi phát của đám cháy chính là tại vũ trường Blue, tọa lạc tại tầng 3 và đang trong thời gian thi công sửa chữa. Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn là khi các công nhân sửa chữa vũ trường Blue hàn các bu lông định vị trên trần. Thợ hàn để vẩy xì nhiệt độ khoảng 1.700 độ C bắn vào suốt cách âm, có thể bắt cháy từ nhiệt độ 300 độ C, gây cháy lan nhanh và cháy lớn. Điều đáng nói và khiến lòng người phẫn uất đó là khi thấy đám cháy lan rộng, thợ hàn không kiểm soát được ngọn lửa, thì thay vì ngay lập tức tìm cách ứng cứu và sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, thì họ đã đóng kín cửa, mặc kệ cho đám cháy cứ thế mà phát triển. Phiên tòa xét xử những người có liên quan trực tiếp đến vụ hỏa hoạn ITC đã được tiến hành. Trong nhóm tội vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy có 5 bị can gồm Nguyễn Văn Phương, tức Côn Nguyễn, Việt Kiều Mỹ, chủ vũ trường Blue, Huỳnh Quang, nhân viên kỹ thuật ánh sáng vũ trường Blue, Lâm Nghĩa Hòa, chủ cơ sở cửa sắt Nam Thông tại 72 Clamete, Nguyễn Phú Tín và Phan Viết Thanh, thợ hàn của Nam Thông, người trực tiếp gây ra vụ cháy. 6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Trung Thị Mỹ Lệ, nguyên giám đốc ITC, Lê Hồng Thăng, nguyên đội trưởng bảo vệ phòng cháy chữa cháy của ITC, Lê Ngọc Thủy, phó ban quản lý Blue, vợ của Côn Nguyễn, Lưu Nhật Tuấn, tổng quản lý Blue, Nguyễn Trọng Cường, trưởng ban quản lý Blue, Huỳnh Quý, nhân viên kỹ thuật ánh sáng Blue. Cơ quan cảnh sát điều tra đã đình chỉ điều tra với bị can Giang Quốc Trung, một trong 3 thợ hàn gây ra vụ cháy vì đã bỏ mạng trong hỏa hoạn. Phiên tòa kết thúc, những người có trách nhiệm liên đới đến vụ hỏa hoạn ITC đã phải nhận trách nhiệm trước pháp luật với những tắc trách gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng trong ký ức của cả một thế hệ, người ta không thể nào quên không khí tang tóc, nặng nề và đau thương bao trùm cả thành phố Hồ Chí Minh những ngày đỏ lửa ấy. Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú xảy ra vào tối 6 tháng 9 năm 2022 tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, làm 32 người bỏ mạng và 17 người bị thương. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh có kết luận nguyên nhân vụ cháy. Theo đó, nguyên nhân vụ cháy là do đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng H204, phòng 206 xảy ra sự cố chập mạch điện. Từ đây, đám cháy phát triển ra các hướng gây cháy lớn ở các phòng karaoke tầng 2 và cháy lan lên tầng 3. Nguyên nhân khiến 32 nạn nhân bỏ mạng được xác định là do ngạt khí CO, CO2, SN, cháy bỏng nặng. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có nhiều dấu hiệu vi phạm, như thiết kế xây dựng tại tầng 2 bị thay đổi so với sơ đồ kết cấu phòng cháy chữa cháy, một số phòng hát không bảo đảm kích thước theo quy định là trên 20m², biển quảng cáo và tường xây dựng che chắn bộ phận sảnh tầng 2, tầng 3. Quản lý cơ sở không tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy. Cơ sở không tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho nhân viên. Cơ sở karaoke An Phú đã không tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, không thực hiện hướng dẫn an toàn phòng cháy, chữa cháy của cơ quan kiểm tra, hướng dẫn trong quá trình kiểm tra, nhất là hướng dẫn an toàn về điện, không bố trí nhân viên trực tại tầng 2, nơi phát cháy đầu tiên. Vào thời điểm xảy ra cháy, hệ thống phòng cháy chữa cháy, chuông báo cháy, vòi phun nước không hoạt động, không có phương tiện cứu nạn tại chỗ, kịp thời của chủ cơ sở. Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú tại thành phố Thuận An làm 32 người bỏ mạng, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân, sinh năm 1980, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ cơ sở quán karaoke An Phú, để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, hai cựu cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Thuận An
là Nguyễn Văn Võ, sinh năm 1985, nguyên đại úy, và Nguyễn Duy Linh, sinh năm 1981, nguyên trung tá, bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo thông tin mới nhất vào ngày 7 tháng 6 năm 2023, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin thêm về tiến độ điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, làm 32 người bỏ mạng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, đề nghị truy tố 3 bị can. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ và yêu cầu điều tra một số nội dung chưa rõ. Hiện nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra bổ sung. 3 bị can bị đề nghị truy tố là Lê Anh Xuân, 42 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ quán karaoke An Phú. 2 cựu cán bộ công an là Nguyễn Duy Linh, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An, và Nguyễn Văn Võ, cán bộ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân. Công an tỉnh công bố quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Trung tá Nguyễn Duy Linh và Đại úy Nguyễn Văn Võ. Một đám cháy bất ngờ bùng lên tại tầng hầm giữ xe khu A, chung cư Carina, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018, đã khiến hàng ngàn người hoảng loạn tháo chạy, trong đó ít nhất có 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tính đến thời điểm tối 23 tháng 3, số người thương vong trong vụ cháy đã vượt con số 100 nạn nhân. Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018, vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã bùng phát tại tầng hầm của chung cư cao cấp Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, trong khi mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Ngọn lửa xuất phát từ tầng hầm block A chung cư rồi nhanh chóng lan rộng. Khói bốc càng nghi ngút, nhiều người tìm cách thoát thân trong hoảng loạn. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 34 xe cứu hỏa cùng 200 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận, dập lửa cứu người. Cuộc cứu hộ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, đến 5 giờ 30 phút sáng, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Đến 12 giờ, lửa từ tầng hầm block B chung cư Carina Plaza lại bất ngờ phát ra, gây nên một cột khói đen lớn. Nhiều người dân đứng gần đó hoảng loạn, hô hoán và cùng chạy ra xa. Ngay lập tức, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt để dập tắt ngọn lửa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một chiếc máy bơm nước đặt tại đây vì hoạt động quá công suất nên đã bị nổ. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, nhưng khói vẫn dày đặc sới hầm tòa nhà, lan đi các tầng. Nhiều người may mắn thoát nạn, một số cư dân thiệt mạng phần lớn là do không nghe được chuông báo cháy. Khi lửa khói bốc lên cuồn cuộn ở Carina Plaza, người dân hoảng loạn la hét cầu cứu. Nhiều người không có lối thoát phải chạy trở lại nhà và chịu bỏ mạng. Vụ cháy đã khiến ít nhất 13 người bỏ mạng, 8 nữ, 5 nam, 3 trẻ em, 28 người khác bị thương, 13 ô tô bị cháy. Ngoài ra, 150 xe máy khác đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Một số người dân cho biết, sau khi phát hiện đám cháy bùng phát, họ cùng gia đình đã nhanh chóng tháo chạy thoát thân, đồng thời gõ cửa các nhà hàng xóm để thông báo sự việc. Cư dân sinh sống tại chung cư Carina Plaza cho biết, chung cư này vốn luôn có thiết bị báo cháy. Tuy nhiên, vào lúc vụ hỏa hoạn bùng phát vừa rồi, hệ thống báo cháy lại không hoạt động. Thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân đa phần đều đang ngủ say, nghe chi hô liền bật dậy, nhưng chạy xuống thì khói không thở được. Nhiều người phải chạy lên cao rồi đứng ở ban công kêu cứu. Nhiều người dân khu chung cư đã phải hoảng loạn la hét, vẫy khăn áo, chiếu đèn pin để tìm sự cứu giúp từ lực lượng chức năng. Ngày 5 tháng 4 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tùng, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại, dịch vụ và sản xuất Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina, và Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên trưởng ban quản lý chung cư Carina trong vụ cháy chung cư Carina Plaza. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo khoản 3, điều 313 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất 12 năm tù. Quá trình xét xử, chủ tọa phiên tòa cho biết, để tránh bỏ lọt tội phạm, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Thưa quý vị và các bạn, ông cha ta đã đúc kết nhất thủy, nhì hỏa để nói về sức tàn phá của giặc nước giặc lửa. Chính những sự chủ quan, thiếu ý thức trách nhiệm của con người đã gây ra những thảm họa trên. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.